Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình chia sẻ về nhà thép của kênh Nhà Thép Kisato. Thì hôm nay lại là tôi với anh Giang sẽ chia sẻ các bạn một công trình nhà thép 2 tầng ở khu vực xã Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định. Thì công trình này rất là đặc biệt, vừa kết hợp ở vừa kinh doanh và đặc biệt là có gác lửng. Thì bên cạnh tôi đây là anh Trung, đúng không ạ? Xin chào anh Trung. Anh Trung thì là chủ nhà của công trình này. Thì anh Trung quyết định thi công xây dựng một công trình nhà thép ở đây để gì ạ? Làm sao đảm bảo tiến độ để anh đưa vào khai thác sử dụng. Như bạn có thể nhìn thấy trên flycam thì đây là một cái trục đường chính rất là nhiều người qua lại. Thì cái việc kinh doanh ở đây là rất là hợp lý. Thì để tôi phỏng vấn anh Trung một chút trước khi mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn về công trình này nhá. Anh Trung có thể chia sẻ một chút là lý do tại sao mà trong quá trình mà anh làm nhà ấy, anh lại quyết định lựa chọn là kết cấu thép mà không phải là kết cấu bê tông thông thường ạ? Như em thì cũng đã tìm hiểu rồi ạ. Vâng. Cái kết cấu bê tông ấy, thì nó nằm hơi nâu rồi ấy. Thì là em muốn tìm hiểu loại vật liệu để nó vừa thi công nhanh và chắc. Thế này, nên là em thường sẽ làm nhà khung thép. Thế là em quyết định là nhà khung thép. Thế thì lúc đầu cái lý do mà anh nghi ngại nhất để làm cái kết cấu thép này có phải là lý do mà sợ nó không được bền như bê tông cốt thép không? Có, đấy, cái vấn đề đấy này em cũng đặt câu hỏi. Vâng. Cái này cũng nhiều người đặt câu hỏi với em. Vâng. Em cũng đã tìm hiểu qua các công trình, cái này qua anh em cũng xây dựng nhá. Vâng. Thì bảo nào cốt thép, nhà cốt thép thì nếu mà mình xây ở trong nhà ấy thì độ bền nó phải được mấy chục năm. Mấy chục năm. Vâng, đấy là điều chắc chắn. Rồi, nên là em quyết tâm làm nhà cốt thép. Thì chắc là anh cũng đã tìm hiểu bên công ty cũng như đi tham quan một số công trình rồi, rồi quyết định lựa chọn xây dựng đúng không ạ? Đúng rồi. Để chia sẻ mọi người một chút thì bên nhà thép Kisato thì có hợp tác với bên nhà thép Tiến Lộc là anh Giang. Thì anh Giang thì có xưởng trực tiếp sản xuất ở khu vực Linh Bình và chúng tôi là những đơn vị thiết kế thi công chọn gói. Thì hai anh em kết hợp với nhau để đưa cái sản phẩm, thực ra rất là nhiều người nghĩ rằng nó mới nhưng mà ở bên Nhật Bản nó đã có vài trăm năm rồi, và ở bên đất nước của chúng ta cũng đã có rất là nhiều các công trình làm rồi. Thì làm sao chúng tôi mong muốn là thay đổi tư duy mọi người, không chỉ có giải pháp nhà bê tông cốt thép thông thường mà có giải pháp là nhà thép. Và các bạn cứ tưởng tượng xem, nếu một cái nhà cốt thép thông thường chúng ta mất 5 tháng, công trình này chỉ mất 2 tháng, chúng ta tiết kiệm được 3 tháng. Mà trong 3 tháng đó giả sử như anh Trung ở đây khai thác một cái dòng tiền vài chục triệu thì cũng đã rất là ok rồi đúng không ạ? Đấy, mà công trình này sau khi chúng ta sử dụng xong, chúng ta có ý định chuyển đổi, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được cái kết cấu thép này. Đó. Thế thì tôi cũng muốn hỏi thêm anh Trung là bây giờ trong quá trình mà anh Giang đến đây lắp đặt và thi công cho mình ấy, thì anh cảm thấy cái chất lượng về mặt tư vấn cũng như cái hình thức lắp đặt đến bây giờ thì anh cho xin nhận xét ạ. Cho em mọi cảm nhận thì đội thợ của mình với từ lúc em cũng sang bên xưởng xem tham quan rồi. Rồi. Thì rất cảm thấy là yên tâm. Yên tâm. Thì cái cách làm với các thứ đưa rất chắc chắn. Chắc chắn. Vâng, nắp lên thì trong vòng có 2 ngày là xong. Vâng. Thế về tư vấn về mặt giải pháp kết cấu thì anh thấy là tư vấn về giải pháp như thế này thì có ổn không? Như vậy là đạt rồi ạ. Đạt rồi. Cái ý nghĩa của em. Vâng. Và em cũng được biết là trước khi mà anh tìm đến với bên nhà thép thì anh cũng đi tìm hiểu một số các đơn vị khác. Đúng rồi. Đúng không ạ? Thế thì cái lý do chính gì mà anh lại quyết định là chọn bên công ty? Nói chung là không gì bằng cứ mắt thấy tai nghe. Thì em là cũng tìm hiểu qua. Rồi. Với lại em cũng sang trực tiếp như bên một vài bên đơn vị. Rồi. Thì là bên công ty mình thì công nghệ với lại độ nhìn tiến độ với lại là rất là chắc chắn. Vâng. Thế thì chia sẻ với mọi người một chút là bên Kisato và Tiến Lộc hợp tác với nhau ấy thì có cái lợi thế là gì? Chúng tôi có cái phạm vi hoạt động rất là rộng trên 63 tỉnh thành nên nó sẽ không bị giới hạn. Ví dụ như các bạn mà ở trong miền Nam, miền Trung, không chỉ miền Bắc, chúng tôi hoàn toàn có thể phục vụ được. Cái lợi thế thứ hai nữa là gì ạ? Là anh Giang là có trực tiếp xưởng sản xuất quy mô rất lớn với máy móc hiện đại. Thứ ba là gì ạ? Những công trình mà chúng tôi đã làm đã hiện diện rất là nhiều nơi rồi thì mời quý vị hãy đến và trực tiếp trải nghiệm trước khi đưa ra quyết định, đúng không ạ? Và tất nhiên rồi, khi mà chúng tôi làm được phạm vi rộng thì giá thành sẽ cũng là một mặt hợp lý. Ở đây là hợp lý chứ không phải là giá rẻ các mọi người nhé. Hợp lý trong cái phạm vi công năng cũng như túi tiền của mọi người. Vâng. Thế thì bây giờ em cũng xin phép là anh để em với Giang đi vào sâu bên trong chia sẻ cho mọi người, đúng không ạ? Vâng, xin mời mọi người. Vâng, anh Giang ơi, anh có thể chia sẻ một chút về cái diện tích của công trình này được không? Vâng,
Diện tích công trình này là mặt trước của họ là 5,5 m anh ạ. Rồi. Còn mặt sau thì có một đoạn nó lại là chỉ có được 4 m thôi. Rồi. Thế tổng chiều dài công trình này là hơn 20 m anh ạ. Tức là đây là bị hơi bóp hậu một chút. Hơi bóp hậu anh ạ, 4 m. Dạ vâng. Thế thì khi mà tư vấn cho công trình của ở đây ấy, thì anh Giang có thể chia sẻ là người ta mong muốn những công năng như nào và anh đưa ra cái giải pháp nào cho họ không? Vâng. Cái công năng thì hoàn toàn chủ nhà đưa ra công năng trước. Chủ nhà cũng đã rất là nghiên cứu về cái mặt bằng để sau này người ta sử dụng rồi. Rồi. Giả sử như không gian này người ta sẽ bán hàng này. Bán hàng để thông tầng lên tầng trên. À. Đấy, và đây người ta làm một cái tầng lửng. Đấy, còn lửng đến tầng này 2, mục đích là gì nhỉ? Tầng này chủ yếu là để tiếp khách anh ạ. À, và dạ. Tiếp khách, còn lên tầng 2, dạ. Tầng 3 thì bắt đầu người ta làm để ở. Dưới này thì như thế nào? Công năng ở dưới không này. Công bếp anh ạ. Bếp. Vâng, bếp. À. Bếp nhà vệ sinh. Rồi, bếp nhà vệ sinh. Thế đây là cái chỗ đất là bị khuyết đây đúng không? Vâng, bị khuyết đây anh ạ. Đấy, mọi người để nhìn trên flycam ấy thì cái đất này là đất bị rích rắc. Nhưng ấy mọi người để ý nếu mà chúng ta làm kiểu này ấy thì chúng ta giống như cảm giác như có một cái phòng ở đây. Vâng đúng rồi. Nó không bị khuyết đất. Đúng rồi. Đấy. Nhìn vào là không thấy đâu. Nó rất là hay. Và tôi khuyên mọi người nếu mà mọi người làm không gian kinh doanh thì chúng ta lên làm theo kiểu thông tầng như thế này. Vâng. Đấy, cái chiều cao này là bao nhiêu anh? Chiều cao này là tầm khoảng 5,1 m anh ạ. 5,1 m đúng không? Vâng. Thế thì nếu mà như bây giờ chỗ này ấy, chúng ta làm một cái hệ thống cửa kính cửa trượt vào đây. Vâng. Đấy, cửa kính mờ cửa trượt hoặc là dán đề can thì gần như không gian bếp chúng ta được một cái không gian để chúng ta ăn uống. Đúng rồi anh. Còn bên ngoài này để là trưng bày. Dạ. Khi chúng ta có một cái không gian thông tầng này ấy, thì cảm giác cái nhà nó cao thoáng. Dạ. Và chúng ta trưng bày được nhiều mặt hàng hơn. Vâng. Thứ hai nữa là phòng khách ở trên kia thì rất hợp lý. Tại sao là như vậy? Tại vì chúng ta hoàn toàn là có thể tiếp khách trên đấy mà vẫn nhìn thấy được cái không gian mặt bằng ở dưới này. Đó. Vâng, chúng tôi đang đứng ở trên khu vực tầng lửng là chính là phòng tiếp khách. Nhưng mà để đấy đứng ở đây chúng ta quan sát xuống ấy thì thứ nhất là chúng ta được một cái mặt view mặt tiền rất thoáng, rất đẹp. Đấy, thứ hai nữa là khách ở ngoài họ nhìn vào thì thấy cái không gian cũng rất là tuyệt vời. Thì tôi khuyên mọi người là chúng ta lên làm giải pháp là thông tầng như thế này nếu mà chúng ta làm kinh doanh. Rồi, thì đây là một cái sàn deck. Thì anh Giang có thể giới thiệu qua một chút về cấu tạo sàn deck cho mọi người nắm được. Vâng. Thưa anh là cái sàn deck này nó là một cái sàn sóng. Rồi. Chiều dày của cái sàn này nó rơi vào mình hay dùng là 0.75 hoặc 0.95. Rồi. Đấy, sau khi giải cái deck này xong là mình sẽ hàn những cái đinh chịu cắt này. Ừ. Để liên kết cái dầm với cái phần bê tông sau này khi mình đổ. Đây là các cái đinh chịu cắt mọi người nhé. Đinh chịu cắt. Rồi. Đấy, là mình sẽ hàn vào những cái sóng âm. Rồi. Đấy, xong cái đinh chịu cắt thì mình sẽ đan một lớp thép. Đấy, để sau đấy thì mình sẽ đổ bê tông. Rồi. Đấy. Đấy, thì mọi người nhìn thấy là bây giờ đang trong quá trình đổ bê tông. Dạ. Đây. Đang trong quá trình đổ bê tông. Đấy. Đây thì anh Giang để chia sẻ qua một chút về cái kết cấu tính chịu lực của cái cột và cái dầm này thì anh chia sẻ một chút cho mọi người. À vâng, cái cột này thì bên mình sau thiết kế đang chọn cái tiết diện là 250 nhân với 185 anh ạ. Rồi. Và kích thước của nó kiểu cánh, chiều dày cánh là 10, còn chiều dày bụng là 8. Còn cái dầm ngang chấm chính này cũng là 250 ạ. Rồi. Và cái nhà này có 5,5 m thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là thanh mảnh và hợp lý và đảm bảo an toàn chịu lực. Sàn sau khi đổ bê tông xong thì dày bao nhiêu? Sàn sau khi đổ bê tông thì chiều dày của nó là 12 phân. Nhưng chiều dày bê tông hữu dụng của nó chỉ là 10 phân thôi. Và phải trừ cái sàn sóng đi. Đấy, thì mọi người để nhìn thấy này, chúng tôi làm rất là cẩn thận từ những cái be, đúng không? Be của bo dầm để tránh trong trường hợp mà chúng ta đổ bê tông thì nó bị tràn ra ngoài. Đó. Be này thì thay cốt pha đây anh ạ. Hoàn toàn các bạn để nhìn thấy phần điện kìa. Đấy đúng không? Đấy, chạy trước. Đấy. Cái phần điện là chúng ta có thể là đi ngầm hết ở dưới sàn. Nó rất là tiện. Đó. Rồi xin mời mọi người xem qua một chút về cái phần đổ bê tông nhé. Vâng, như vậy là các bạn đã cùng tôi và anh Giang tham quan công trình nhà thép 2 tầng rất là nhanh. Sau khoảng hơn 1 tháng nữa thôi là công trình này sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động. Nếu các bạn cũng đang có những công trình dạng nhà phố như này hoặc là dạng là đưa vào sử dụng kinh doanh thì có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xuống tận nơi khảo sát, tư vấn cho các bạn để làm sao đưa ra cho các bạn một cái giải pháp nhanh nhất, hợp lý nhất và gì ạ, thuận tiện nhất trong quá trình sử dụng. Xin chào và lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Chào các bạn. Nhà thép Kisato. Công ty chúng tôi là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà khung thép. Với kinh nghiệm hơn 10 năm, chúng tôi đã hoàn thành các dự án tại 63 tỉnh thành và trên toàn quốc. Từ những ngôi nhà dân dụng cho đến những công trình nhà công nghiệp lớn, chúng tôi sở hữu nhà xưởng hiện đại, được trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình sản xuất, thiết kế thi công diễn ra một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.
Điều đặc biệt của công ty chúng tôi là luôn đặt tiêu chí làm đẹp từ tâm lên hàng đầu trong mọi dự án của mình. Chúng tôi không chỉ tập trung vào khả năng chống chịu, độ bền cao mà còn đưa tâm huyết, sự tinh tế vào từng chi tiết của căn nhà. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, đẹp mắt, đầy đủ tiện nghi, tối ưu hóa không gian sống của một ngôi nhà. Với sự nhiệt tâm và tận tâm trong từng dự án, chúng tôi tự hào là đơn vị được khách hàng tin tưởng, lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà khung thép.